Đan Nam Ánh chào mọi người đã quay trở lại với chương trình học mỗi ngày một câu trong 100 câu hỏi công dân thi quốc tịch Mỹ. Đan Nam chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe cũng như là sớm trở thành công dân Hoa Kỳ. Chương trình học của chúng ta được bắt đầu 10 giờ sáng từ thứ Hai cho tới thứ Sáu, tập trung một ngày học một câu, ai rảnh giờ nào học giờ đó. Và cứ sau mỗi 10 câu học xong sẽ có một cái bài kiểm tra để cho mọi người cùng ôn bài dưới dạng trò chơi giải đáp ô chữ, được đăng vào 7 giờ tối thứ Bảy. Sẽ có một cái món quà nho nhỏ Rana dành tặng cho ai trả lời đúng nhất và sớm nhất, coi như là để ủng hộ tinh thần học bài của mọi người. Và sẽ không làm tốn thời gian của mọi người hơn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học với câu hỏi của ngày hôm nay. Rồi, câu 17 ngày hôm nay mọi người có thấy cái gì đặc biệt không? Đúng rồi, ngôi sao. Và đây chính là một trong 20 câu dành cho các cô bác từ 65 tuổi trở lên, sống ở Mỹ trên 20 năm thì chỉ cần học 20 câu thôi. Còn những ai không thuộc diện ưu tiên thì chúng ta phải học hết 100 câu. Rồi vô câu hỏi nha. What are the two parts of the US Congress? Trả lời: The Senate and House of Representatives. Và Representatives đôi khi còn được đọc là Representatives. Và House of Representatives được rút ngắn lại còn House. Do đó câu trả lời có thể là The Senate and House, hoặc là ngắn gọn hơn là Senate and House cũng là đúng. Bây giờ mình qua luôn phần hiểu nghĩa ha mọi người. What, cái gì? Are, động từ to be, là. Two, hai. Part, bộ phận hoặc là phần. Số nhiều chúng ta thêm s, parts. Of, của. The US, Hoa Kỳ. The US là được viết tắt của The United States. Congress, Quốc hội. The US Congress, Quốc hội Hoa Kỳ. Senate, Thượng viện. And, và. House of Representatives, hoặc là House, là Hạ viện. Thường dịch đầy đủ sẽ là Thượng nghị viện và Hạ nghị viện nha mọi người. Tuy nhiên chúng ta nói ngắn gọn là Thượng viện và Hạ viện thì cũng vẫn đúng. Thành ra nghĩa của cả câu hỏi chính là hai phần của Quốc hội Hoa Kỳ là gì? Trả lời: Thượng viện và Hạ viện. Chúng ta cùng tiếp tục bài học với phần luyện nghe. Rana sẽ đọc câu hỏi và câu trả lời 3 lần như thường lệ nha. Bắt đầu. What are the two parts of the US Congress? The Senate and House of Representatives. What are the two parts of the US Congress? The Senate and House of Representatives. What are the two parts of the US Congress? The Senate and House of Representatives. Và phần nghe rút gọn để nắm những từ khóa cho câu hỏi số 17 này. Chúng ta cần nghe được two parts. Two parts. Và US Congress. US Congress. US Congress ở cuối câu mọi người nha. Nghe được US Congress thì tốt, còn không nghe được thì chúng ta nghe Congress thôi cũng được. Còn đây là phần phiên âm sang tiếng Việt mang tính tham khảo cho bà con. Bây giờ chúng ta cùng nhau tập đọc nha. Bắt đầu. The Senate and House of Representatives. The Senate and House of Representatives. Như Rana đã nói, có nhiều người sẽ đọc là The Senate and House of Representatives. The Senate and House of Representatives. Hoặc là The Senate and House. The Senate and House. Hoặc là Senate and House. Senate and House. Mọi người đừng có lo hoặc là sợ nếu như mà phát âm không có chuẩn hoặc là không có hay, bởi vì người phỏng vấn họ hoàn toàn thông cảm về điều đó, chỉ cần chúng ta nói sao cho họ hiểu là được rồi. Bây giờ mình vô luôn phần luyện nói nha. Rana sẽ hỏi, xong dừng lại rồi mọi người tự trả lời. Chuẩn bị, bắt đầu. What are the two parts of the US Congress? Rana cố tình nói khó nghe xíu, mọi người nghe được không? Giờ mình tập lại nha. What are the two parts of the US Congress? Cũng không đến nỗi nào phải không mọi người? Trong ngày mọi người cố gắng học bài và luyện nói luyện nghe để cho nhuần nhuyễn nha. Đến phần phụ Rana sẽ nói tham gia bài học và sẽ không có trong đi thi đâu ha. Nếu như mọi người đã học bài và nhớ bài thì sẽ không khó để trả lời cho câu số 17 này đúng không? Và Rana hy vọng là mọi người đã thuộc bài nha. Thì bây giờ Rana sẽ nói thêm về quốc hội, tức là cơ quan lập pháp. Thì theo chế độ lưỡng viện, quốc hội sẽ có hai phần, thượng viện và hạ viện. Mỗi viện này đều có quyền lực riêng biệt. Tuy nhiên, phải cần có sự đồng thuận của cả hai mới có thể thông qua các dự luật rồi đưa cho Tổng thống ký sao. Và Thượng viện có nhiệm vụ như là cố vấn, phê chuẩn các bổ nhiệm của Tổng thống, nhân dân. Còn Hạ viện thì sẽ có trách nhiệm như là đệ trình các dự luật từ dân biểu, cũng như là nâng cao thu nhập quốc gia, nhân dân. Thì Thượng viện sẽ có người đứng đầu lãnh đạo, chúng ta gọi là Chủ tịch Thượng viện. Và theo Hiến pháp Hoa Kỳ, mọi người biết ai là Chủ tịch Thượng viện không? Đúng rồi, Phó Tổng thống. Còn Hạ viện cũng sẽ có người đứng đầu lãnh đạo, chúng ta gọi là Chủ tịch Hạ viện. Cảm ơn mọi người đã nghe video, chúc mọi người học bài thật là tốt và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở câu số 18 nha.